Đây cô chú ơi, chay nè là chay. Mami đứt mì bấm. Oh wow, mami. Hay à mami cái bấm. Hay à mami bấm. Nói tiếng Việt. Mẹ ơi cho con. Mẹ cho con. Khoanh tay lại đàng hoàng, khoanh tay lại đàng hoàng. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Mẹ cho con mượn. Cho mẹ. Mẹ coi con, mẹ coi con nè. Cho mẹ con nè. Đúng rồi, giỏi. Bounce. Trời ơi, nói tiếng Anh. Bounce. Trời ơi giỏi quá. Ồ không, con để trên cỏ là nó không có thể nào mà nó tưng lên được hết. Con phải để ở cái nền ngoài đây nè. Chay, cái nền ở ngoài đây nó mới tưng nè chay. Đúng rồi. Rồi bập bập thả xuống. Đúng rồi. Ôi mặc cái đầm mới ghét không? Đầm mẹ mới mua cô chú, mang thêm đôi dài nữa. Wow, giỏi quá ta. Ủa mấy anh mấy chị đâu chay? Giỏi quá hả? Vỗ tay hả? Ngồi coi mấy anh chơi bóng đá bóng hả? Trời ê, ê, ê. Kéo nhẹ nhẹ thôi chứ kéo gì mà thấy người ta thấy quần hết rồi. Nhẹ thôi. Ừ, nhẹ. Ừ đúng rồi. Rồi. Gì vậy? Mình sao rùng mình? Hả? Lạnh. Lạnh hả? Rùng lạnh. Đó, hai anh đang chơi đánh bóng hả? Kéo cái quần xuống, kéo cái áo váy xuống, kéo xuống. Sao? Oh wow, hay ta. Wow, nhảy đã ta. Trời ơi, nhảy dữ ta. Wow, nhảy đẹp ta. Trời ơi, đẹp quá. Sao? Wow, nhảy dữ quá ta. Sưng môi sao? Mẹ hết sưng môi rồi. Mẹ hết sưng môi rồi. Ừ, mẹ chùi rồi. Mình đi ăn tiệc xong mình đi ra ngoài xong mình về tới nhà mình phải chùi chứ đâu phải lúc nào mình cũng có sưng môi được, đúng không? Mẹ có kì. Hả? Có kì. Của chay hết rồi. Đó lửa kìa chay, fire kìa chay. Gì vậy? Hello. Wow, open. This way. Wow, dữ người ta. Hay vậy ta. Wow. Là mà làm gì mà con làm mất là con không có vẽ được đâu nha chay. Con phải giữ lại nha, con làm mất là con không có vẽ được đâu á. Hết nước rồi hả? Hết nước chổng rồi hả? Dạ. Đi ra kiếm nước đi. Oh, coi chừng cái anh đó, anh ta anh thải banh chúng con bây giờ đó. Đi ra chỗ khác, JD, move away. Hello, hello. Hello, hello. Cô chú ơi, JD đang bơi. Nhìn JD nè. Bữa nay không mặc áo phao mà cũng dạng dĩ rồi, cô chú thấy chưa? Giỏi quá. Đó, bơi bò đó cô chú. Đó. Trời ơi, nay đập rồi, đập tập tấm tấm luôn nè. Trời ơi, giỏi chưa? Cái gì vậy?
cô có mấy cô thích coi video kia chạy bơi lắm á. Đó, bơi ngửa ra. Lay back my baby for me. Lay back. Không hát nữa, không hát thôi. Rồi có ba kìa, ba làm cái gì kìa. Lay back my baby for me. Rồi hình như là ba đem phao tới cho cả nhà mình đều nằm xuống luôn hay sao. Mẹ thì mẹ cũng muốn nằm lắm mà sao mẹ làm biến ướt người quá. Ướt người là làm biến liền. Tắm thì cũng thích tắm đó mà làm biến ướt người, ướt tóc, ướt đồ, làm biến chứ không gì. Lạnh đâu lạnh. Lạnh quá trời lạnh luôn hả? Thôi. Rồi nè nè, coi trong cái ngữ pháp tiếng Việt có chữ nào không biết không? Kìa, ba làm gì kìa. Lên nằm kìa chay kìa, lên lấy phao nằm kìa. Cái phao này mà đổi màu á là tại vì do là nó ngoài nắng nhiều hơn phao này. Rồi lên đi con. Rồi nằm xuống. Rồi nằm xuống đây. Cái gì vậy? Chay like me. Chay nằm với ba kìa. Đây này mẹ làm cho, cái này là để đừng chay nước thôi chứ có gì đâu. Đó. Nhau lên, đúng rồi. Đúng rồi, nằm xuống. Nằm xuống. Nằm trên đây nè. Nhảy xuống hả? Rồi nhảy đi. 1, 2, 3. Nhảy xuống. Oh wow, she's standing. Yeah, she's gonna jump. 1, 2, 3, jump. See? That's my daughter. High five. High five. Good job. Rồi, con chạy lại, con nhảy tiếp đi. Nói gan cho cô chú. Đây, mày dịnh cho rồi. Nhảy đi, mày dịnh cho. Rồi, nó tính lôi vô trong kia để nó leo lên. Rồi, bây giờ đi ra ngoài đây nha chưa. Rồi, ok. Rồi, nhảy xuống đi. Đây, sao? Xa quá. Rồi, vô đây lại. Rồi, vô. Ôi da, sao dép mày bị lúng dưới rồi. Rồi, bây giờ nhảy xuống. Không thay sao? Rồi con nhảy xuống đây. 1, 2, 3. Ý, té rồi, nhảy xuống. 1, 2, 3. Xuống. Chầm xuống, đúng rồi, chầm xuống. Wow, giỏi quá. Nó lạnh rồi đó. Are you cold, JD? She's cold now. Lạnh rồi nè, giờ nó lạnh rồi nè. Con lạnh chưa? Lạnh rồi, đi vô nè. Không gì, mẹ thấy cái rung rung cái môi rồi kìa. Tắm nãy giờ cũng nửa tiếng đồng hồ đó. Rồi mẹ đẩy ra nha. Rồi đẩy ra nhảy tiếp nha. Rồi. 1, 2, 3. Nhảy xuống. Wow. Go under, yeah. Nó lặn xuống dưới luôn. Coi ba chay kìa, con mỹ miều dễ sợ không. Trong nhà này là ba chay mỹ miều nhất á, còn mẹ với chay là không hề mỹ miều chút nào. Ba chay là cà bơi đồ này kia là duyên dáng lắm, dễ thương lắm. Nhẹ nhàng hả chay ha. Mẹ chay với chay là không có chuyện đó hả chay ha. Thôi nhảy xuống đây. 1, 2, 3. Wow, giỏi. You go under. Wow, nó mới vừa lặn xuống dưới. Rồi vô nha. Bơi ra. Thả người ra. Sao? Cần mẹ giúp hả? You got it. You gotta do elbow, stomach,
Elbow, elbow, stomach. Remember what you learned in swim class? Yeah, con để cái cùi chỏ con lên trước, rồi xong rồi ta để cái bụng lên, rồi xong rồi để cái đít lên. Đúng rồi, để cùi chỏ lên trước, đúng rồi, để cái bụng lên, đúng rồi. Giỏi, 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 đúng, chính xác, giỏi quá. Good job. Yeah, baby. Good job, JD. Elbow, elbow. High five, high five. High five, high five mẹ cái cây. Boom. Rồi, nhảy xuống đây. Té rồi, 1, 2, 3, xuống. Nhảy xuống. Trời ơi, nắng nó táp da mẹ mà mẹ thấy mẹ đang thấy nóng luôn á chay. Lẹ lên chay, lẹ lên. 1 2 3 nhảy xuống. Cái đó hơi xa á nha, nhảy xuống. 1 Lạnh rồi phải không? Thôi vô. Ngồi rung cái mỏ ra kìa. Wow. Are you okay? Baby, help her. No, she's fine. She's fine. Đó, được mà. Sặc chút vậy thôi. Like, I don't think that she's barely touching. Bless you. Mommy, I'm in the bed. I'm okay. Rồi nó nói mommy I'm okay là mẹ ơi con không sao, con được không? You're gonna start swim class next week. Yeah, tuần sau mẹ gọi điện thoại lại đăng ký cho lớp học. Rồi để giờ mày cúp máy đi, mày gọi đi nè. Rồi mẹ Chay mới gọi xong cho Chay. Ngày 6 tháng 7 này sẽ đi học bơi lại nha cô chú nha, vào lúc 3 giờ chiều. Rồi bình thường thì mỗi thứ tư. Rồi nhảy xuống. Thôi đi vô đi chơi ơi. Cái môi tím ngắt rồi kìa. Cái môi tím liệm như môi tím hoa cà kìa. Nhảy có cái tím giống như là cái phao luôn rồi kìa. Rồi đi vô. Đây để mẹ rồi ngồi lên đi mẹ đẩy vô. Ngồi lên mẹ đẩy vô. Cái môi tím liệm như môi tím hoa cà kìa. Happy sao? Bồng con lên hả? Giận đuối đơ rồi phải không? Rồi ngồi xuống. Ok bye bye daddy. It's time we have to go in. JD is so cold. Cái màu tím liệm như màu tím hoa cà. Oh, you go in too? Huh? We're gonna go in because she's cold. Are you cold, Jenny? Yeah. Yeah. Her lip is so purple. Rồi đi vô con. Rồi bước xuống tới rồi. Rồi bước xuống tự đi vô lại lên. Không bước con đi vô lại lên bà già. Rồi chạy vô lại lên. Chơi. Chơi. Con giỡn mặt với mẹ hả trời? Môi tím liệm rồi kìa. Con giỡn không? Con này là phải bỏ điện thoại xuống này kia cho kêu bồng nó vô, ép nó vô, nó mới vô. Còn mấy nó giỡn mặt.